Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Thấy quá lượm rồi à? Đứng lại. Dám quá lượm à? Qua đây. Dám không? Thằng bé không dám đâu anh em ơi. Tôi thề nó không dám qua đây. Paloma này chết. Nó vẫn đứng đấy. Vác đồ qua đây mà chơi. Tưởng gì chứ chạy vào trong thì tôi ngại gì hả anh em ơi. Nó chạy rồi, đuổi theo. Ngay ngoài thôi anh em ơi, không xa đâu. Thùng rác, cái đậu xanh. Hay lắm em ơi, được. Chú chơi như này hơi được rồi. Cái đậu xanh. Uầy, móc lốp anh à? Sợ quá nhỉ, thanh niên. Chiến thuật à? Anh lại gì chiến thuật đấy nữa. Nhưng mà thằng này không tuổi, solo với mình anh em ơi. Mình win. Cuốn máu đã. Cuốn cho full cái đã anh em ơi, rồi nói chuyện sau nhá. Không lại đai giữa chừng thì hơi chán. Ok anh em. Thêm cái máu này, uầy thằng này super máu à? Ăn gì liệu nhiều máu vậy? Mình là mình chỉ lấy có 6 tiểu máu thôi anh em ơi, mình không cần nhiều tiểu máu đâu. 6 tiểu máu là nó vừa đủ rồi anh em ơi. Chứ anh em nhiều khi anh em lượm nhiều tiểu máu nó cũng chẳng có cái tác dụng gì mấy. Bởi vì anh em xài nó đâu có hết được đâu. Hết xui anh em ạ. Riêng tôi thì cứ auto 5, 6 hoặc là cùng lắm lên 7, 8 tiểu máu thôi. Chứ thật sự là cũng không có nhiều. Đổi qua trung thu được cái bộ trang phục này chất chưa anh em? Có người. Lên anh em ơi. Một đứa ngay phía sau. Có vẻ pha này hơi căng nhá. Chỉ là có vẻ pha này hơi căng mà thôi anh em ơi. Mình nghĩ thằng bé ở ngoài. Đây à? Cái đậu xanh. Làm sao đây? Trốn à? Vãi trưởng trốn à? Trốn à? Vãi cả trưởng trốn à? Trốn à? Cái đậu xanh này. Trốn này mày. Trốn này. Lên bảng. Ôi thằng bé cầm shotgun này nó sợ mình anh em ơi. Bởi vì là anh em xài MP40 chỉ cần giữ khoảng cách là ok. Một đứa ở trên nữa. Mà mình nghĩ là cái thằng ở trên nó chạy rồi cơ. Nó không còn đứng nhây đến bây giờ đâu. Thế thôi anh em ơi, cứ làm chuyến xuống thẳng khu dân cư luôn. Nhờ anh em. Em có bộ này lâu rồi, còn anh chưa có thì em mới đổi này. Chứ không anh đổi bộ khác rồi em ơi. 14 thằng nữa. Ui, trận này trông có vẻ nhẹ nhàng nhở. Bo đầu tiên chưa thu lại này. Thế mà chỉ còn lại có 14 đứa. Đù. Còn đây anh em ơi. Thế này thì hơi bị good game à nha. Đi nào mọi người. Qua đây luôn chứ sao phải xoắn nhỉ anh em. Ok. Cái đậu xanh. Không thấy người lớn cơ anh em ơi. Dã man nhở. Tầm này kiếm người hơi khoai đây. Đủ. Chán thế nhỉ. Thế thì tôi sẽ xuống xưởng cơ khí luôn nha mọi người. Không biết là có đứa nào ở dưới không nhở. Đứa nào ở dưới cái cho xanh mộ luôn. Thấy con chó Shiba này vô dụng vãi trưởng. Tí tôi đổi qua gấu trúc. Cấu trúc nó hay hơn nhiều anh em ơi. Như là anh em bắn kẻ địch nó sẽ hồi máu. Ăn một mạng như là hồi 7 máu. Tùy theo cấp nó sẽ được nhiều hơn anh em ơi. Tức là cộng máu tức thì ấy. Dành cho những nào anh em những cái anh em nào mà muốn thử cảm giác mạnh như kiểu là solo vết đua, solo vết squad chẳng hạn, thì đấy sẽ là một tính năng vô cùng là thú vị. Theo chân tôi tiếp tục kiếm người nào anh em. Trông khó khăn vãi. Lúc này thì trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 10 đứa mà thôi. Đủ. Cảm giác khó khăn vãi trưởng ai chơi đây. Xong, 9 đứa. Hay lắm anh em ơi. Tính ngoài này thì đầy ra này, còn người thì lại không thấy. Cái đậu. Đậu xanh. Đậu đỏ, đậu đen. Lật luôn cả xe, lái xe ngáo thế nhở. Lật lại. Cái đậu xanh. Lên. Đúng rồi, game Free Fire nó phải vậy anh em ơi. Anh em lái không bao giờ bị gọi là lo lật xe cả.
Thằng kia đứng lại. Mày không thoát được đâu con trai ấy. Không thoát được đâu con trai ơi. Con trai này không thoát được đâu mày. Uầy, phóng lựu. Hai thằng bé liều mạ. Cái đậu xanh liều mạ thì hơi gắt rồi nghe mày. Mình không ngờ thằng bé liều mạng để sơi mình cơ. Thêm máu này, hợp lý. Lấy cái chảo che mông nữa. Lấy xe anh em ơi. Sửa giáp này. Ok ok. Cuối cùng cũng hạ được nó. Nhẹ nhàng quá cơ nhỉ mọi người. Bên trên này thì nó sẽ thế nào đây? Vắng lắm anh em ơi, hòm sắt thì có này, còn người thì không. Nhiều khi cảm giác anh em kiếm người khó khăn hơn cả kiếm đồ ngon. Chỉ là tôi cảm giác thì thôi anh em ơi, bo này. Đây sẽ là vòng bo tiếp theo nha mọi người. Có người, có người, có người. Lên xe, xuống. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe, cái đậu xanh này. Anh bảo xuống xe cơ mà. Xuống xe, cái đậu xanh này. Xuống xe này, cái đậu xanh này. Nói không nghe cơ, xuống xe thì không chịu xuống này. Cái kết đáng lòng chưa em ơi. Lượm thêm này. Thêm nữa này anh em ơi. Bông keo, bông keo. Bông keo còn 2 quả. Vứt bớt đạn tiểu liên phát nhở. Lượm thêm bông keo này. Đó. Sửa giáp luôn anh em ơi. Đủ. Đồ khá là chất chơi người rơi. Mỗi tội. Xe nó nát rồi. Mình lại tiếp tục với con xe của mình thôi. Ngại gì đâu nhở. 4 kill. Mình để bông keo ra ngoài rồi nha anh em ơi. Tí nữa còn phản xạ nhanh. Bên trên này xem có gì không ta anh em. Uầy. No. Không có gì đâu anh em ơi. Gắt quá anh sĩ hả? Gắt bình thường thôi em ơi. Bây giờ đang xem là săn mạng này. À đây này. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh. Lên bảng. Xong luôn. Thằng bé đang chạy bo. Bị tôi hạ cho lên bảng điểm số này. Buồn lắm em ơi. Một đứa này. Một đứa. Trước mặt anh em ơi. Đuổi theo. Mày chạy đi đâu em ơi. Mày chạy đâu được em ơi. Chạy đâu được hả em. Chạy đâu được hả em ơi. Cái đậu xanh này. Giữ một keo. Hay lắm này. Súng bắn tỉa. Sơ anh không dễ đâu nha. Cái đậu xanh. Sơ anh không dễ đâu nha. Vào đây vào đây. Mình có xe mà anh em. Lên xe chạy. Sao phải xoắn như mọi người. Thằng bé này. Qua đây em ơi. Qua đây anh chờ. Nó ngay bên này anh em, nó ngay bên này. Qua đây anh chờ. Ra đây em ơi. Ra đây anh chờ này, cái đậu xanh này. Ra đây anh chờ này. Uầy. Không sợ hết máu à. Cái đậu xanh. Xong luôn thằng bé. Bóng keo này. Ngon. 8 quả bóng keo rồi. Lên xe và săn mạng thôi. Nó lại hợp lý quá cơ anh em ơi, 7 kill rồi nhá. Làm sao mà hạ gục được cả 3 đứa cuối này. Đấy, 10 kill top 1 nó sẽ là cái tiêu chuẩn của mình thôi. Đi. Ê, ê, đừng nói mất xe nhá. Xe vẫn chạy được, ngon. Tôi tưởng mất xe nữa thì công nhận là đến nể luôn. Dưới này, sao đây mọi người. À, có người, có người, có người. Bắt kia đứng lại. Đứng lại đi em ơi. 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 Cái đậu xanh này. Đứng lại đi em ơi. Đứng lại đi em ơi. Đứng lại đi em ơi. Ui. Đứng lại đi em ơi, lên bảng này. Cái đậu xanh này. Làm gì anh đấy hả em ơi. Láo lếu này. May sao cái xe này vẫn chạy ok nhá. Hai thằng cuối mọi người ơi. Hạ gục nốt hai thằng cuối Huy này. Bo nó thu ra ngoại thành cơ anh em ơi. Nên là trận này hơi khoai xíu. Ok ok, xem rút đồ nào anh em. Đã có đứa lượm rồi, như vậy là có một đứa đang ở rất là gần cái khu này anh em ơi. Hai đứa. À, càng ngày cơ hội chiến thắng của mình càng cao rồi đây mọi người ơi, mỗi tội là đủ. Bo đã thu rồi nhá. Anh em nghĩ xem, đoán xem có top 1 hay không nhỉ. Đủ. Sao nói anh em. Lại xuống dưới thôi. Tìm ở trên không có thì chúng ta lại xuống dưới mà, đơn giản mà anh em. Ở lái xe hơi ngáo, vãi trưởng. Uầy, cắt máu đâu thế anh em. Thề.
Đến tập này rồi anh em chạy bò ấy, nó cắt máu cực kỳ là đau luôn. Uầy, rát. Làm gì bắn rát thế? Làm gì bắn rát thế? Đấy hả? Làm gì bắn rát thế? Bắn rát thế, cái đậu xanh này. Thanh niên này. Bắn rát thế nhỉ? Anh lại sợ chú quá cơ. Còn thằng cuối, thằng cuối. Sao tôi một rồi anh em ơi. Hạ nốt thằng cuối nữa là ok. Tuyệt vời luôn, perfect luôn anh em ơi. Perfect thì đúng hơn. Nào, thằng cuối đâu? Vãi trưởng trông cảm giác khó khăn thật. Quanh lên trên này con nào. Đùa anh em ơi, tôi chịu luôn này. Sao chủ điện có không vậy? Hình như là nó ở đâu nhỉ anh em thấy chưa? Anh em thấy nó ở đâu chưa? Một tầng cuối nữa, tôi một mấy kill này. Đâu rồi em ơi? Tầm này mình cảm giác là anh em đi xe vẫn khá là an toàn nhá. Đấy. Đang lái xe đi săn nó này anh em này. Có khi nó nghe tiếng xe nó sợ. Mình nghe được tiếng xe của thằng địch. Vào trong nhà hả? Hay lắm, đây rồi. Vào đây anh em, nó đây. Nó đây thôi. Vào trong nhà anh em ơi. Tưởng gì? Trong nhà không thì đơn giản thôi. Gian nào mới là quan trọng chứ. Qua đây, qua đây. Cái đậu xanh này. Lên bảng 10 kill top 1. Còn lại 20 máu này, quẩy. Ui dồi ôi, tuổi gì hả em ơi? Mấy tên này tuổi gì vậy anh này? Mấy kill. Ui dồi ôi, yes. Ngon lành, đúng tiêu chuẩn mấy kill top 1 nha anh em. Không thể chối cãi vào đâu được. Ui, làm quả trận này cộng sống tư điểm, gắt thế nhở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.